Hương xin chào các anh chị, mình đã đến với kênh Kim Hương nhà đất Đồng Nai ha. Hôm nay thì Hương đang có mặt ngay tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai nha. Một cái nơi cũng khá là xa so với huyện Trảng Bom mà cái vị trí của Hương ở ha. Đó thì ngày hôm nay Hương có cái miếng đất như trên màn hình Hương vẽ cho anh chị mình xem. Đấy, với tổng diện tích là 5.300 m², có sẵn căn nhà cấp 4 luôn và đường hiện hữu ngay trước đất luôn, mà đang được bán với một mức giá cực kỳ rẻ nha các anh chị. Chỉ 730 triệu thôi ha. Nhận review, gửi bán bất động sản chính chủ khu vực Đồng Nai. Rồi, hiện tại thì Hương đang có mặt ngay trước miếng đất luôn. Và đây, Hương giới thiệu con đường trước ha. Đường của mình thì đường đá mi, rộng 5m nha anh chị. Xe tải, xe ô tô ra vô thoải mái nha. Nhưng mà một xe thôi ha. Hai xe chắc không né nhau được đâu. Đó. Thì mình đi cái hướng này, mình đi là 650 m thôi, mình sẽ ra được tới đường bê tông nha các anh chị. Và từ đây mà đi ra ngoài cái đường Long Khánh Xuân Lộc á, là 1,5 km ha. Và đây, miếng đất Hương giới thiệu anh chị mình đây nha. Có sẵn căn nhà ngay ở trên đất luôn. Thì bây giờ để anh chị dễ hình dung hơn thì Hương sẽ quay cái phần quy hoạch nói rõ cho anh chị mình trước đã nha. Đây anh chị nhìn thấy cái phần có cái nhà nè. Thì phần này á là bán mặt đường hiện hữu là 10m anh chị ha. Và phía đằng sau nó thì có hai miếng. Đây là miếng thứ nhất nha, diện tích là 2.126 m². Kế bên đây nữa thì có một miếng thứ hai là 2.670 m², thì tổng diện tích của hai miếng này nó rơi vào khoảng 4.800 m² nha. Còn phía ở trên đây á, thì nó có cái 10m, người ta mua là 10m ngang á các anh chị. Thì mua 10m ngang này để làm cái đường để đi vô phía đằng sau, hai cái miếng đằng sau đó. Và nó bám mặt đường hiện hữu luôn nha. Cái này là người ta mua giấy tay, giấy tờ rõ ràng hết rồi. Và mua đất luôn nha, sẽ là của riêng chủ đất này, sẽ không có liên quan gì đến người khác hết á. Đây là nhà riêng, lối đi riêng của mình nha. Đó thì nó sẽ là một cái lối đi cho hai cái miếng phía đằng sau này anh chị. Rồi, phía đằng sau á, thì người đang quy hoạch là đất trồng lúa nha. Và mục đích sử dụng thì cũng là đất trồng lúa luôn nha. Còn cái miếng 10m ngang này thì người ta mua thì quy hoạch là đất cây lâu năm anh chị ha. Đó, thì sau khi coi phần quy hoạch xong, bây giờ Hương sẽ nói chi tiết về cái phần đất của mình thực tế nha anh chị. Đây, thực tế như khi nãy Hương chia sẻ là cái phần từ rào bên đây qua rào bên đây là bám đường này đường nhà nước anh chị mình ha. Đường này đường hiện hữu nhà nước luôn. Thì người ta đã mua giấy tay rồi. Và đất đây là đất cây lâu năm ha. Người ta đã mua giấy tay cái phần 10m rồi. À, sâu xuống là 50m, có sẵn căn nhà trên đất nha anh chị. Nhà còn rất mới luôn. Thì bây giờ Hương sẽ đi vào bên trong nhà cho anh chị mình xem. Phía trước nhà thì người ta đang trồng những cái cây cây giá tị nha anh chị. Cây này trồng rất là lâu năm rồi. Và cây này để lấy gỗ anh chị mình ha. Đây, nhà của mình thì còn rất là mới, nhưng mà nó cũng kiểu nhà cấp 4 nhỏ thôi. Nói chung nó đủ những cái công năng sử dụng sinh hoạt hàng ngày thôi các anh chị mình ha. Có điện, có nước đầy đủ sẵn luôn rồi. Đây, có đường dây điện nè, kéo vô rồi ha. Nhà mình đây, thì tổng cái diện tích nhà này nó khoảng là 35m² nha các anh chị. Bề ngang á, thì là 5m1 ha. Bề sâu vô á, thì là 7m. Người ta là nâng nền rất là cao luôn. Đấy, nâng nền rất là cao và lát gạch rồi anh chị mình ha. Cửa thì cửa nhôm nha, cửa chính vô cửa nhôm, cửa sổ cũng cửa nhôm, cửa sổ bên hông này cũng cửa nhôm và cửa kia cũng cửa nhôm. Thì nhà người ta xây giữa đất, phía bên đường hông này có chừa một cái đường hông đi xuống anh chị ha. Và bên đây thì cũng có chừa cái đường hông đi xuống luôn. Đường bên này thì nó rộng hơn đường bên kia nha. Và được rào lưới B40 toàn bộ luôn rồi. Đây, Hương đi vào trong nhà cho anh chị mình xem căn nhà nha. Nhà thì nhỏ thôi, rất là đơn giản luôn anh chị. Đó, có điện nước đầy đủ rồi anh chị mình nha. Đây nè, điện nước đầy đủ rồi. Đó, đây là khu vực bếp nè, toilet nè. Và đây là cái lối đi ra phía đằng sau nha. Nhà khoảng 35m² nha các anh chị, còn rất mới luôn. Đó, thì đây là cái phần đất, vẫn đang là cái phần đất mà mua giấy tay nè anh chị. Thì bây giờ Hương sẽ đi hết cái phần đất mua giấy tay này cho anh chị mình xem. Đây là rào lưới B40 toàn bộ rồi, nên là anh chị mình không lo về cái răng nữa nha. Đây toàn là cây cây cỏ, cây cỏ gai không anh chị, cây số hộp cỏ gai đâm đầu. Đó,
Thì tới đây là hết cái phần đất mua vé tay nha anh chị nha. Tới đây là hết phần đất mua vé tay rồi. Đó, phía đằng đây thì bắt đầu là tới cái miếng đất, hai miếng đất sổ riêng của mình. Hiện trạng thì là đất lúa, tổng diện tích thì là 2 sổ. Tổng diện tích 2 sổ là 4 sào 8 các anh chị mình ha. Còn mà cái phần đất mua giấy tay á, thì là 500m2. Bây giờ Hưng sẽ bay flycam cho anh chị mình xem để dễ hình dung nè. Đây, như anh chị thấy trên màn hình nha, là một miếng tam giác phía dưới 2.600, miếng phía trên 2.100. Và cái miếng có căn nhà thì là 500m2, người ta mua giấy tay nha. Tại sao người ta mua giấy tay? Thì là mua để có cái đường đi vào hai miếng đất lúa phía đằng sau của họ đó các anh chị ha. Và hai miếng kia thì là sổ riêng, còn cái miếng có căn nhà thì là giấy tay mua đất rồi, không có liên quan tới ai nha các anh chị, là mình sử dụng riêng nha. Thì như khi nãy Hương có chia sẻ là tổng hết tất cả diện tích là 5.300m2 cộng với căn nhà cấp 4 với diện tích 35m2 được xây kiên cố, có điện có nước sẵn luôn, mà giá thì chỉ có 730 triệu hết toàn bộ thôi, cực kỳ rẻ luôn nha anh chị. Dân cư ở xung quanh thì người ta lại ở rất là đông nữa đó. Đây thì Hương đang bay tổng thể, tổng quan nguyên cái miếng đất cho anh chị mình dễ hình dung thôi. Còn cái mảng phía đằng sau này là người ta chưa có xây nhà, còn phía đằng trước đây, đây Hương quay cho anh chị mình thấy nè, dân cư người ta ở rất là đông luôn rồi nhé. Đó, phía xa xa anh chị còn thấy có căn nhà vườn rất là đẹp nữa kìa, có cái ao luôn ha. Từ cái vị trí đất này mà mình đi ra ngoài cái đường bê tông đó, các anh chị mất chỉ có độ là 650m thôi, là đường đá mi thôi ha. Còn bên ngoài kia thì là đường bê tông, và đi một đoạn ngắn nữa ra tới đường nhựa lớn nha các anh chị, đường Thọ Trung Bảo Quang ha. Đây mình sẽ bay luôn ra tới đường bê tông cho anh chị mình xem. Dân cư thì người ta hiện hữu đầy đủ, có điện có nước sẵn rồi. Nói chung với cái mức giá 730 triệu như thế này thì Hương khẳng định là sẽ không có một miếng nào mà rẻ hơn ở cái khu vực Đồng Nai này đâu anh chị. Tính ra là chỉ có 137 triệu cho 1.000m2 nha, mà có điện, có nước, có nhà, dân cư xung quanh lại đông chứ không hề vắng ha. Như hồi trước Hương có quay một số miếng, có quay hai miếng, một miếng thì 200 mấy cho một sào, nhưng mà cũng không thể nào mà tới được đất được. Còn một miếng thì khoảng 120 triệu một sào vườn chuối, nhưng mà xe máy đi cũng không vào tới nơi được nha, phải đi bộ vào và đồi rồi thung lũng rất là nhiều. Còn miếng này anh chị thấy không, quá đẹp luôn. Đấy, một tí xíu thôi đã tới được đường bê tông rồi. Đó, như thế này anh chị đủ hình dung ha. Đó, thì hiện tại miếng này cả phần giấy tay, cả phần sổ riêng là chỉ có là 730 triệu thôi anh chị. Tổng là 5.300m2 ha, ngay tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 730 triệu cho 5.300m2, rất là rẻ luôn anh chị nha, cực kỳ rẻ luôn. Tìm đâu ra miếng đất mà có nhà sẵn nữa chứ, dân cư ở đây người ta ở rất là đông rồi. Đó, thì như Hương bay flycam anh chị cũng thấy rồi, dân cư người ta ở xung quanh rất là đông rồi. Đó, đó thì anh chị mà muốn xem chi tiết hơn nữa thì bây giờ Hương sẽ chạy từ vị trí đất đi ra ngoài đường cho anh chị mình xem nha, qua ra ngoài đường nhựa lớn cho anh chị mình xem. Rồi bây giờ Hương sẽ chạy từ vị trí căn nhà đi ra bên ngoài đường nhựa cho anh chị mình xem nha. Tại vì cái đường từ ngoài đường Long Khánh Xuân Lộc á, đi vào thì nó có cái ngã ba đường Thọ Trung Bảo Quang đó. Mình quẹo vô cái đường Thọ Trung Bảo Quang ha. Còn cái phía đường này thì Hương sẽ chạy từ đất chạy đi ra ngoài đường nhựa Thọ Trung Bảo Quang cho anh chị mình xem. Mất chỉ có là bao nhiêu cây ta? Một cây hai thôi, rất là gần nha. Đấy, ở đây người ta chủ yếu là trồng tiêu nha anh chị, trồng tiêu rất là nhiều và nhà dân người ta cũng ở rất nhiều, điện ba pha tới nơi luôn. Thì miếng đất này nếu mà anh chị cảm thấy nó quá là rẻ đi thì anh chị mình mua đầu tư cũng được, còn không mua ở cũng được. Ở đây dân cư người ta ở rất là đông rồi, mình mua mình ở cũng được, tại vì nhà thì có điện có nước sẵn rồi, chỉ việc vô ở thôi. Còn mua đầu tư thì cũng quá là ok, tại vì nó quá rẻ luôn anh chị, thực sự là quá rẻ, đường thì ô tô vào tận đất luôn. Đó, nếu mà cái này Hương quay phần Google Map cho anh chị thì anh chị cũng dễ hình dung, nó rất là dễ dễ đến dễ đi. Đó,
Ở đây nếu mà anh chị mà ở thành phố Long Khánh chạy vào đây thì nó mất là khoảng độ 12 cây nha các anh chị. Rất là gần ha, từ ngã ba Cô Heo vào. Ra tới đây là tới đường bê tông rồi anh chị nè. Đấy, đi một đoạn ngắn thôi, 650m thôi là ra tới đường bê tông. Và bắt đầu bây giờ mình cái hướng này mình đi ra ngoài kia là sẽ đi ra tới đường nhựa nha anh chị. Đây Hương chạy ra tới đường nhựa cho anh chị mình xem luôn. Ở đây nhà vườn nên nhà nào nhà nấy cũng rất là rộng ha. Nếu mà anh chị cảm thấy chán cái cảnh nhà ở thành phố vài chục mét vuông rồi thì mình về đây mình mua nè anh chị. Số tiền còn lại mình có thể bỏ ngân hàng, hoặc không thì mình đầu tư bất động sản khác cũng được. Còn chỗ này mình để mình ở cũng quá là ok nha. Không khí trong lành, mát mẻ. Hiện tại Hương đang quay lúc này là 12 giờ rưỡi trưa nhé. Không hiểu sao mà cứ chạy từ nhà chạy đến đất bắt đầu quay là nó cứ 12 giờ 12 rưỡi không anh chị ạ. Nó bây giờ chạy ra là anh em đi ăn trưa luôn rồi nghỉ trưa ở bên ngoài luôn. Tại vì lúc nãy vừa mới có một trận mưa nên là phải chờ. Đấy, ra tới đây là tới nhà văn hóa rồi này các anh chị. Anh chị thấy nhà văn hóa là mình có cái ngõ phía bên tay trái mình quẹo vô ha. Rồi, thông qua tất cả các chi tiết vừa rồi, anh chị mà cảm thấy miếng đất này phù hợp cứ liên hệ với Hương theo số điện thoại 0906 388 027. Số Hương cũng có dùng Zalo luôn nha. Hương xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị mình trong những video lần sau nhé.